lòng trẻ thiết tha, ăn năn sám hối tại gia tu trì. Con dành ngủ với tam quy, đạo tâm con nguyện hôm nay cao dời. Đạo nhân con nguyện đắp bồi tu bòn phước đức trả rồi nghiệp xưa. Con nguyện tụng niệm sớm mấy trưa, ăn năn đi sám hối tội xưa thiểu lần. Cầu xin các đấng hoàng ân, Chúa Cha Mẫu Mẹ Thâm Thần chứng tri. Cầu xin mẹ phụ quyền di, lòng thành con trẻ hôm nay nguyện cầu. Cầu xin mẹ rưới phước màu truyền cho ba tấm đi đạo sâu tu hành. Ngày nay với tấm lòng thành cầu, người cường báo lòng lành sửa tu. Trần miền như tế trân y lô, cầu cho ba tâm rừng nhu tu hiền. Mọi người gặp được thiện duyên, cái tà quy chánh cõi thiên được về. Tội lỗi lầm mê, ăn năn nghi sám hối được về lạc ban. Khi xưa lời Phật rõ ràng, thành thì tâm nghi sám hối tỏa vàng được lên. Nhưng người trần hạ lại quên, mãi đua tài trí bọn chen tước quyền. Càng ngày si tối đạo biên, làm nhiều tội ác chẳng kiên thánh thần. Lại còn khinh rẻ tư ân, chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm nay còn có ít hàng, nhắc nhở đồng đạo cùng đàn trẻ thơ. Bao năm con cùng dạy khờ gây, nhiều nghiệp chướng nuốt như cùng nhiều. Mai nhờ con ngạo cũng diêu quay thần tam bảo, con nguyện giác ngộ ăn y nắng, ngày đêm cầu nguyện siêu thăng cô quyền. Làm người không biết cơ tổ tiên, ông bà cha mẹ thì xiềng rất to. Hãy subscribe.
nếu con để già riêng tay cứ mãi đành hạ biết ngày nào lớn ai mà ân nghĩa báo đàn tu nhân thích đi đức được lớn thiên đình Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Từ Tôn Cảm Ứng Chứng Minh A Di Đà Phật. Trẻ tưởng niệm hàng màu kinh mẹ hiền phủ ở điện độ mang ba gia ba tâm sớm làng mau mau tỉnh đi giấc kể vàng từ đây đừng tưởng thấy mộng dạng là thật đêm si mê rồi diệt thiện tâm quên đi Phật pháp diệu thâm đó là phương tiện diệt phàm xưa nay kiếp người mãi đua chén danh lời quên hẳn đi trung tính ở đời mãi ham tiền bạc chơi bời tháng ngày quên mất những lời mẹ con hư hồng ham mê chè râu không hại gì bằng tổ nhập tâm xem thường sĩ diện tình thắm vừa chung y bàn đó ầm ầm mê đánh lại chưa nói ân ý thâm nghĩa trọng khi rượu vào mắng chửi mẹ cha quên đi công y đức ông ở bà phải chăng vì rượu con là bất trong các tội hiếu ân nghi là trong xin khuyên người tỉnh nghi mộng ăn nghi nâng làm con phải giữ đạo hằng thờ cha kính nghi mẹ ông bà tổ đôi anh chị cùng là em út phải xử sao cho trọng nghĩa tình thân y kia màu nọ như anh thương yêu dòng giúp giữ gìn tông ta dùng dứt bằng lời khuyên bảo ta giữ gìn
cho rạng giống nồi. Khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa trọng, khuyên cũng đừng yểm cụ kinh y tân. Vợ chồng phải phân phân, chồng khuyên vợ già mười phần yên vui. Đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc, rồi mỗi người lẫn hiếp lẫn người nhau. Nồng lên lớn tiếng mày tao, bên nội bên ngoài sới đào bới lên. Người đời nhớ ông bà đâu bào, con cháu mình ăn ở như vậy. Bởi xưa nghiệp chưa dày đầy, không bòn phước đức chớ rài than gian. Bởi xưa lời Phật rõ ràng, tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu khẩn cha hiền, xin cha nương nhẹ trần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ lầm, mê tài vật thường còn thật sai. Đế đạo dòng bãi kim giai, tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện. Anh ngay ở thằng thiện duyên, dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người. Nói theo tính Phật ở đời, dù cho nghèo có một lời không thay. Đêm ngày cầu nguyện giữ lại, Nam Mô sáu chữ thảo ngay kính dường. Một lòng một giả thiện lương, tu nhân tích đức thiên đường kế bên. Cầu xin Tam Bảo ơn trên độ, người đạo đức qua bên giác ngàn. Cầu xin Phật Tổ Tây Phương độ, người trần thế hùng quan thành thiền. Ai mà ăn ở thiện duyên, cầu xin Ngọc Đế chư thiên độ dầm. Ai mà lạc lòng bờ mê, xem thường tội phước nào nề thân nhớ.
kịp giờ, trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ ba. Mấy lời kêu gọi thiết thương ta, ai ơi thức tình đi ráng mà thu tâm. Thấy người cùng khổ ân cần, hỏi thăm sắc đi dốc vàng cánh không bằng. Thấy người bệnh tật khó khăn, ra tay bố thí phước tăng hòa lùi. Giúp người bớt khổ mình vui, phương tiện bố thí tội lui tức thầy. Cầu xin chư Phật từ bi, đó người sám hối sân si bỏ dần. Ai mà làm phước thì làm nhân, dù gặp tai họa thắm ý thần cứu cho. Thấy đời mạt pháp không y lo, không tu không sửa mãi lo làm giàu. Rồi đây gặp lượng sóng đào, vàng rồng bạc nén làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con, sớm diền cô bác gắn bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi, tâm kia tính đi nọm sửa đi kịp giờ. Sau này trở lại cung vi, hầu cha hầu mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần, thấy đời thành trị như đường yêu xưa. Bây giờ tập sông y muối dưa, trao dồi đạo đức để chừa tâm y tham. Rèn lòng tu sửa sắc phàm sớm chưa kinh kệ luận đàm thiên nhân. Khuyên đừng thiện so hơn, cùng nhau tu sửa cách đi hoàn ích chi. Lòng mình đã chọn từ bi, thấy sai thì sửa còn chi quý bằng. Cầu xin đi tam bảo gia tăng, đó người đạo hạnh thần đàn chánh tu. Đầu dòng bài ơn trên Phật tổ, cứu độ người bớt khổ lầm
trần gian lắm nỗi ê chề, cố tâm dưỡng tánh tìm về quê xưa. Còn say đắm đam mê vật chất, càng lúc sau có vật chân ra chơi với trong bể ái hà, tử sanh sanh y tử thật là uổng thay, chỉ bằng kinh kệ hôm nay rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dòng. Dù cho bão táp mưa phong, kiên tâm định y tánh như không có gì. Thượng còn nhờ đức từ bi, vô thượng vì bởi sân si trôi lăn trong kiếp phù sinh, hiệp tan than hiệp lục bình trôi sông. Đến khi trời trở gió đông, cánh bèo tan rã có mong hiệp thành. Bây giờ còn kiếp nhân sanh, đó là phước lớn lòng lành ráng tu. Ai mà học được chữ nhu, tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra. Bởi vì trong cõi ta bà, dục lạc cám mê dỗ như là ma dương. Thấy người chưa tỉnh thì thương, đem lòng khuyên bảo dễ thường có phải chi. Ai cũng kiên dè sợ tội sợ lỗi khác mà tu thân, để sao dứt bỏ xác trần, tây phương tịnh y độ an nhàn thánh thơi. Tham chi dục lạc trong đời là đường luyến ai đến nơi vô thường. Thấy đời lầm lạc mà thương, không hồi tâm lại tìm đường tu thân. Tu là báo bổ tư ân, hoa hồng ấp lạnh sống thân tại tiền. Thuốc thang bồi bổ thông quyên, sớm thăm y tối viên thường xuyên chớ rời. Chẳng may cha mẹ qua đời, phần
giữ gìn tâm môn. Đó là đạo đức trường tồn cầu cho cô bác đi đạo chân tu hiền. Ngày ngày cầu nguyện chư thiên độ cho ba tánh cần miền sáng tu. Tu sao bỏ quán quên thù, từ bi hỷ xa thầm thâm pháp lành. Tu sao một dạ chí thành, thành người hiền đức sự sanh ni tạc thờ. Bỏ lòng quán trả thù dơ, tương thân tương ái giờ giờ chớ quên. Cầu xin y tam bảo ơn trên, độ con trí tuệ lập nên đạo màu. Độ người khắp cả năm châu, chán chê vật chất trồng cầu nghĩa nhân. Người người một giả tương thân, kẻ giàu người có lần lần sửa tu. Tu là bỏ lòng bỏ dù, xê sang cho lắm không bằng nam mô. Ráng tu khỏi đỏ tam đồ, tâm làm bố thí lần vô cửa thiền. Để rồi sớm tối cần kiên, hiểu thông kinh y kệ kết duyên Phật Đà. Cầu xin từ phụ Thích Ca, đó người sáng mà hối bước qua giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương soi chuyển đạo pháp độ an thế trần. Xưa kia hung dữ bội phần, hôm nay sửa tánh gieo nhân hòa lành. Ai ai cũng có lòng thành, thở trời chính ni Phật phát sanh ni Bồ Đề. Xưa thì dục lạc lầm mê, ngày nay sáng ma hối lần về cây xưa. Diệu trì mẹ đợi sớm trưa, con nào thức tỉnh mẹ đưa rước về. Kim giai con được hầu kề, hầu cha hầu mẹ mong sao ba tâm ý chí thành ăn
câu khuyên chớ dễ vui, gắn công rèn tâm lao chùi thân tâm. Bỏ đi những sự sai lầm, năng hành bố thí diệu tâm pháp màu. Tu hành Phật chẳng bỏ đâu, khuyên cùng cô bác mau mau sửa mình. Lưới trời lòng lòng thinh thinh, làm sao tránh đi cõi thiên đình quá vang. Bây giờ ta chịu cơ hàng, theo chân Phật pháp tai nạn sẽ qua. Mong ai quy kính chánh tà, chọn đường chánh đạo đề mà tu tăng. Tu là biết trọng thánh thần, bà con cô bác nghĩa nhân phải tròn. Tu mà phước đức không bòn, còn chi thân. Tu là làm phước làm nhân, giúp người là ư bước cơ bằng nắng tay. Mặc ai đùa trí phô tài, thiện lương ta giữ ngày ngày kể kinh. Đường ngay nẻo tăng đăng ở trần, thông dòng rào bước rẽ kinh người người. Sau này như thế hoa tươi, liên hoa mà hoa phẩm là người mà sanh ta. Nam mô sao chờ Di Đà, thường xuyên mà tống niệm thân tâm an nhàn. Nhẹ nhàng bước tới lạc mang, sao còn mà quay lại thì để đổ đời tích thi đức tu thân. Ơi bớt đi mà lợi lạc, thì nghĩa giới nhân phải trọn nghề. Làm người biết niệm từ bi, thân tâm bi khẩu ý sẵn si tiêu dần. Tu thì phải sống thanh ni bần, cầu xin ni tam bảo hồng ân phụ này. Hạ quân sắp tới hết đây, không tu không sửa hội tu là
tho cầm ta bà về miền mà cất lạc Phật Đà thăm thơi. Ham chi trần hạ đu bơi, tranh ni tài mà tranh lời, để tranh lời lời ngọc châu tu hiền, chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi nhà. Còn hương đời long hoa Di Lạc tôn dương Phật, xin trời đất chứng y minh lòng hiếu trẻ tâu qua kỳ ba thân trụ. Xin mẹ hiền điểm phù tình thương, để cảm ứng chứng minh tâm thành của trẻ, lỗi lầm thường trâu chân ni pháp minh
Nam mô vô di thiên cung quyền cung cao thượng đế ngọc hoàng phổ đồ đại thiên tôn. Nam mô thập phương tam thế chư Phật thượng trụ tam bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Chúng sinh khổ ai vô biên, con thề nguyện độ tỳ diên cứu người. Phiền não sân hận khắp nơi, con thề nguyện diệt để vui vào lòng. Pháp Phật sâu rộng mênh mông, con thề nguyện học cho thông kiếp này. Dù đường đau lắm trong gian, con thề nguyện đạt như lai hiện tiền. Nam mô Tam Thiên Thánh Hồ Di Đà Thế Tôn, cảm ơn chúng con. A Di Đà Phật. Tâm thành hòa quyện lời kinh, hoàng mẫu nhu lòng xót thương. Ngày nay trần thế người hiền, phát tâm ánh tâm bộ kinh khuyên đời. Khuyên đời tu niệm dòi cao, lưu truyền bá Phật màu hộ duyên. Gặp trong đồng đạo người hiền biết tôn, lòng con tình tấn công phu, quyết lòng chẳng để mờ lũ đạo. Ngày nay tiếp bơ điển thiên liên, trình cha tấu mẹ minh duyên ghi lời. Nguyện trên hoàng mẫu chương toàn, cũng là chữ gì thấm đi thần Phật tiên. Chứng y lòng Phật tự họ phán lan ánh tên gọi dậy thời ngày nay. Pháp danh y tâm y đức dậy thời, thành tâm y ánh tâm bộ kinh khuyên đời. Duy thương họ là con pháp danh đi tâm đi pháp ngày nay đáp đền nghĩa ân lại mẹ thượng tình chứng lòng nam nữ hữu hình ngày nay. Ngọc Thanh con mẹ họ Lư đồng chung
lần. Tây con nghi mà mẹ kiến khổ hận mẹ đỏ dầm chớ. Rõ mèo tên gọi anh đi phán pháp danh đi mình đi cháu con một lần. Lâu gọi anh đi phan chiều chân phật đặt đi danh đi tên đề quy y tam bảo giang ở đề ngày nay vô tí ân ở dài lập kinh quê duyên lập sanh thiện rồng đài cao thỉnh mẹ ngồi đó ban vàng mẹ ghi tên vàng là trẻ hài nhi mẹ thương ghi ta cung di đắp bồi. Ngày sau con trẻ được ngồi đài sẵn thì để con ngồi mà lên trên tâm thầm hòa quyện chân kinh cầu an gia đạo dưới trên thuận hòa việc làm mọi việc đắc thành nguyện cầu thất tổ cô quyền siêu thân nguyện cho cha mẹ hiền tiền phước tăng lộc thọ viên viên dinh trường. Nam mô A Di Đà Phật. Bộ kinh chuyên đời tu niệm phần thứ 27 này do Phật tử Phan Thị Lan Anh sinh năm 1953 pháp danh Tâm Đức hiệp cùng gia đình để phát tâm ấn tấm bộ kinh này. Phật tử Phan Thị Lan Anh cầu nguyện cho hiệu Phan Ta Tiết Qua Xin ở 936 Kabahulu Ave Honolulu để cầu nguyện gia đình hưng thạnh quyến thuộc tăng phước quảng viên tấn tài tấn lộc tấn bình an hồi hướng phước báo cho quý Phật tử sở nguyện sở cầu luôn luôn thành tựu. Cầu chúc cho gia đình quý Phật tử luôn được thành công trong cuộc sống. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Tát Đài chứng minh. Lời Phật rõ ràng thành thì tâm nghi sáng mê hôi tỏa vàng nước lớn. Nhưng người trần hạ lại quên mãi đua tài trí bọn chen tước quyền. Càng ngày si tối đạo biên làm nhiều tội ác chẳng kiên thâm thần. Lại còn khinh rẻ tư ân chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm nay còn có ít hàng
thấy nhiều nghiệp chướng ngục nơi cùng nhiều. Mai nhờ con ngạo cũng ở diêu quay thần tam bảo con nguyện giác ngộ ăn y nắng ngày đêm cầu nguyện siêu thắng cô quyền làm người không biết cơ tổ tiên ông bà cha mẹ thì xiềng rất to trong các
làm con phải giữ đạo hằng. Thờ cha kính đi mẹ ông bà tổ tiên, đôi anh chị cùng là em út phải xử sao cho trọng nghĩa tình. Thân y kia màu nọ như anh, tương yêu dòng giúp giữ gìn tông môn. Ta dùng giúp bằng lời khuyên bảo, ta giữ gìn cho rạng giống nồi. Khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa chồng, khuyên cũng đừng yểm cụ kinh y tân. Vợ chồng phải phân phân, chồng khuyên vợ già mười phần yên vui. Đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc, rồi mỗi người lấn hiếp lẫn nhau. Nồng lên lớn tiếng mày tao, bên nội bên ngoài sới đào bới lên. Người đời nhớ ông bà đâu bào, con cháu mình ăn ở như vậy. Bởi xưa nghiệp chưa dày đầy, không bòn phước đức chớ rài than gian. Bởi xưa lời Phật rõ ràng, tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu cần cha hiền, xin cha nương nhẹ trần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ lầm, mê tài vật thương còn thật sai. Đề đầu dòng bãi kim giới, tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện. Anh ngay ở thằng thiện duyên, dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người. Nói theo tính Phật ở đời, dù cho nghèo có một lời không thay. Đêm ngày cầu nguyện giữ lai, Nam mô sáu chữ thảo ngay kính nhường. Một lòng một dạ thiện cầu xin ý Tam Bảo ơn trên độ người đạo đức qua bên gian.
Phật tổ Tây Phương độ người trần thế hùng quan thành thiền. Ai mà ăn ở thiện duyên cầu xin ngọc đế chư thiên độ dầm. Ai mà lạc lòng bờ mê xem thường tội phước ở nào để thân nhớ. Mau mau sám hối kịp giờ trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ ba. Mấy lời kêu gọi thiết ư ta, ai ơi thức tình đi ráng mà thu tâm. Thấy người cùng khổ ân cần hỏi thăm sách đi dốc vàng cánh không bằng. Thấy người bệnh tật khó khăn ra tay bố thí phước tăng hòa lùi. Giúp người bớt khổ mình tội lui thức thầy. Cầu xin chư Phật từ bi đó người sám hối sân si bỏ dần. Ai mà làm phước đi làm nhân dù gặp tai họa thắm thần cứu cho. Thấy đời mạt pháp không y lo, không tu không sửa mãi lo làm giàu. Rồi đây gặp lượng sống đào vàng rồng bát nén làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con sớm giềng cô bác ráng bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi tâm kia tính nọn sửa đi kịp giờ. Sau này trở lại cung vi hầu cha hầu mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần thấy đời thành bây giờ tập xong y muối dư trao dồi đạo đức để chừa tánh y tham. Rèn lòng tu sửa sắc phàm sớm trưa kinh kệ lần đàm thiên nhân. Khuyên đừng tính đi thiện so hơn cùng nhau tu sửa cách đi hàn ích chi. Lòng mình đã chọn từ bi thấy sai thì sửa còn chi quý bằng. Cầu
tam bảo gia tăng, đó người đạo hạnh thần đàn chánh tu. Đầu dòng bài ơn trên Phật tổ, cứu độ người bớt khổ lầm mê. Trần gian lắm nỗi ê chề, tu tâm dưỡng tâm tìm về quê còn say đắm đam mê vật chất, càng lúc sâu khó vật chân ra chơi với trong bể ái hà, tử sanh sanh tử thật là chỉ bằng kinh kể. Hôm nay rèn lòng sửa tâm đi, tháng ngày thông dòng dù cho bão táp mưa phong, kiên tâm định đi tâm như không có gì thường. Con nhờ đức từ bi, vô tương gì bởi sân si hại mình, trôi lăng trong kiếp phù sinh hiệp tan than hiệp lục bình trôi sông. Đến khi trời trở gió đông, cánh bèo tan rã có mong hiệp thành. Bây giờ còn kiếp nhân sanh, đó là phước lớn lòng lành ráng tu. Ai mà học được chữ nhu, tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra. Bởi vì trong cõi ta bà, dục lạc cám mê dỗ như là lòng khuyên bảo dễ thường có nghe. Phải chi ai cũng kiên dè, sợ tội sợ lỗi khác mà tu thân, để sao dứt bỏ xác trần. Tây phương tịnh ý độ an nhàn thấm thơi, tham chi dục lạc trong đời là đường luyến ai đến nơi vô thường. Thấy đời lầm lạc mà tâm lại tìm được tu
quá hồng ấp lạnh sống thân tài tiền thuốc thang bồi bổ không quyên sớm thăm mi tối duyên thường xuyên chớ rời bọc giữ gìn tâm môn đó là đạo đức trường tồn cầu cho cô bác đi đạo chân tu hiền ngày ngày cầu nguyện chư thiên độ cho bá cầu xin y tam bảo ơn trên độ con trí tuệ lập nên đạo màu độ người khắp cả năm châu chán chê vật chất trồng cầu nghĩa nhân người người một giả tương thân kẻ giàu người khó lần lần sửa tu cầu xin từ phụ Thích Ca đó người sáng hối bước qua giác ngàn cầu xin Phật tổ Tây Phương soi chuyển đạo pháp và độ an thế trần lòng
thành thở trời chính ni Phật pháp sanh ni Bồ Đề. Xưa thì dục lạc lầm mê, ngày nay sáng ma hối lần về cây xưa. Diệu kỳ mẹ đợi sớm trưa, con nào thức tình mẹ đưa rước về. Kim giai con được hậu kề hậu cha hậu mẹ mong sao ba tâm ni chí thành ăn năn ni sám hối phước sanh hòa lùi. Đã tu khuyên chớ dễ vui, gắn công thèn tâm thao chùi thân tâm bỏ sự sai lầm, năng hành bố thí diệu thắm pháp màu. Tu hành Phật chẳng bỏ đâu, khuyên cùng cô bác mau mau sửa mình. Lưới trời lòng lòng làm sao tránh đi cõi thiên đình quá vang. Bây giờ ta chịu cơ hàng theo chân Phật pháp tai nàng sẽ qua. Mong chọn đường chánh ni đạo đề mà tu tăng, tu là biết trọng thánh ni thần. Bà con cô bác nghĩa nhân phải tròn, tu mà phước ghi đức không ở bọn. Còn chi thân tu là làm phước làm nhân, giúp người là ư bước cơ bằng nắng tay. Mặc ai đùa trí phô tài, thông dòng rào bước ghé kinh người người. Sau này như thể hoa tươi liên hoa mà hoa phẩm là quay lại thì để đổ ai.
làm người biết niệm từ bi, thân tâm vi khẩu ý sân si tiêu dần. Tu thì phải sống thanh ni bần, cầu xin ni tam bảo hồng ân phù đầy. Hạ quân sắp mà tới hết đây, không tu không sửa hội này hết trơn. Tu là không giận không hờn, gặp người biến nhẹ chẳng sợ lòng ta. Mong sao thó cầm ta bà dễ miệng mà thất lạc. Phật đà thăm thơi, ham chi trần hạ đu bơi. Tránh ni tài mà tránh lời, để tránh lời thất cao. Chi bằng tâm đạo dòi cao, đánh tan lục dục phá nhào vô minh. Mình đi tâm dành à, an lòng mà tu niệm ấy, thất tình phải hà xa. Bờ mê bên giác lần qua, gặp chữ Bồ Tát để mà cùng con cuối lại đặng tam giới tôn quy mãn cùng mười phương Phật. Nay con nguyện phát nguyện rộng, tiếp điện khứ mẫu hoàng lắp thành kính long đình trong ngày hội. Ôi xin mẹ chỉ dạy lời ngọc châu tu hiền, chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi nhà. Còn hướng đời long qua, Di Lạc tôn vương Phật, xin trời đất chứng y minh lòng tâu qua. Mong đền đáp với mẹ già, trong kỳ ba thân trụ xin mẹ hiền điển phụ tình thương, để cảm ứng y chứng y minh tâm thành của trẻ. Lỗi lầm con đã tạo, nương theo công y đức này
vô cực đại từ tốn cảm ứng chứng minh. Sanh thường trâu chân ni pháp minh, Như Lai quá khứ Tỳ Bà Thí Phật. Nam mô vốn di thiên cung quyền, cung cao thượng đế Ngọc Hoàng Phổ Độ Đại Thiên Tôn. Nam mô thập phương tam thế chư Phật thượng trụ tam bảo. Nam mô bổn sư